Chào thầy cô, bố mẹ đến với kênh YouTube Nuôi dạy con thông minh. Đây là kênh YouTube thuộc Trung tâm Toán tư duy Soroban Rainbow thuộc Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Soroban. Như thường lệ, thầy cô, bố mẹ có nhu cầu cho bé học toán, học tiếng Anh, học hành trang vào lớp 1 thì mình lên cái địa chỉ website là www.rainbow.vn. Mình tham khảo hơn 50 cái chi nhánh Rainbow gần nhất để đăng ký cho bé học. Và thầy cô, bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh YouTube thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình đăng ký kênh. Đăng ký kênh là cách để mình tiếp cận những cái video mới khi trung tâm có những cái video hướng dẫn mới. Và trên điện thoại, trên máy tính bảng, trên iPad thì thầy cô lên trang Google Play hoặc là App Store, mình tải cái ứng dụng với cái tên tìm kiếm là Toán tư duy Rainbow. Mình tải cái ứng dụng về, mình cài đặt vào máy và mình có thể mình xem được tất cả những cái khóa học ở trên cái app này. Và sẽ có một số cái khóa học chuyên sâu mà chỉ có trên app, không có ở trên kênh YouTube. Thầy cô nhớ là mình lên ở trên điện thoại Android thì mình tải cái ứng dụng với cái tên là Toán tư duy Rainbow. Và trên iPhone, iPad thì mình vào cái chỗ App Store, mình cũng gõ cái tên tìm kiếm là Toán tư duy Rainbow để mình tải cái ứng dụng này về và mình đăng ký tài khoản. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một cái thủ thuật, đó chính là cái thủ thuật của phép cộng. Và cái thủ thuật của phép cộng này được áp dụng cho cộng 10 số liên tiếp. Chúng ta sẽ cộng 10 số liên tiếp, có nghĩa là cộng 10 dòng. Không càng tính, chúng ta sẽ có một cái cách để tìm ra kết quả trong thời gian rất là ngắn. Rồi, mình sẽ đi vào một cái ví dụ. Các bạn lưu ý ha, đây là thủ thuật của phép cộng, nhưng mà cộng 10 số liên tiếp, không phân biệt một chữ số, hai chữ số, ba chữ số hay là bốn chữ số. Mình ví dụ bài số 1 là 22 cộng 23 cộng 24 cộng 25 cộng 26 cộng 27 cộng 28 cộng 29 cộng 30 cộng 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok ha, cộng 12 chữ số, 10 dòng liên tiếp. Rồi tương tự bài số 2 với 3 chữ số. Mình ví dụ 345 cộng 346 cộng 347 cộng 348 cộng 349 cộng 350 cộng 351 352 cộng 353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cộng 350, 54. Đây là cộng 3 chữ số 10 dòng. Nếu chúng ta cộng theo cách truyền thống thì chúng ta sẽ lấy máy tính chúng ta bấm. Ok ha. Lấy máy tính bấm thì ít nhất gì phải trong thời gian từ 5 đến 10 phút cho ra hai kết quả của bài này. Tuy nhiên, mình sẽ có một cái thủ thuật chỉ cần 1 đến 2 giây mình sẽ ghi nhanh ra đáp án của hai bài này. Ok nha. Mình sẽ qua cái ví dụ thứ 3. Cái ví dụ thứ 3 đối với số có 4 chữ số. Mình ví dụ số 3, 4511 cộng 4512 cộng 4513 cộng 4514 cộng 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4520 ha, là đủ 10 dòng các bạn. Mình sẽ bỏ 4521 này đi. Ok ha. Rồi, đây là bài số 1 là 2 chữ số 10 dòng, bài số 2 là 3 chữ số 10 dòng và bài số 3 là cộng 4 chữ số 10 dòng. Rồi, về cái cách làm của những bài toán cộng 10 dòng các số liên tiếp như thế này, cái cách để mình tìm ra đáp án đó chính là mình lấy chữ số ở hàng số 5. Các bạn để ý nè. Rồi, đối với bài đầu tiên, chữ số ở hàng số 5 đó chính là số 26. Chữ số ở hàng số 5 của bài này đó chính là số 349 và chữ số ở hàng số 5 của bài này là 4515. Mình sẽ viết lại ha. Đối với bài thứ nhất,
Chữ số ở hàng số 5 là số 26, mình sẽ viết lại 26 và thêm số 5 ở phía sau. Sẽ ra kết quả của mình là 265. Tương tự như vậy, số 349 ở dòng số 5 mình sẽ viết lại 349 và chỉ thêm việc thêm số 5 vào. Kết quả của mình sẽ là bằng 3495, không cần phải sử dụng máy tính. Ok ha, rất là đơn giản. Rồi, tiếp. Hàng số 5 của cái bài toán 4 chữ số này sẽ là 4515. Rồi, mình chỉ việc thêm số 5 ở sau cùng. Kết quả của mình sẽ là bằng 45.155. Ok ha. Cái cách này mình có thể áp dụng được cho một chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số, 5 chữ số, bao nhiêu chữ số cũng được. Nhưng mà với cái điều kiện nó là các số liên tiếp nhau và đảm bảo cho mình đủ 10 dòng. Ok ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Thầy cô, bố mẹ thấy video hay thì mình like, mình share video để ủng hộ kênh. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.